trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 8 tại nhà thi đấu đa năng quận bệnh viện kiến an tổ chức tiêm vaccine phòng covid-19 cho các cơ quan đơn vị doanh nghiệp theo danh sách do ủy ban nhân dân thành phố và sở y tế điều tiết hai loại vaccine được sử dụng tiêm trong đợt này là astrazeneca và moderna để việc tiêm vaccine diễn ra an toàn, Bệnh viện Kiến An đã điều 72 y bác sĩ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được tập huấn bài bản về tiêm vaccine phòng COVID-19, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị hồi sức cấp cứu như máy thở, máy điện tim, máy sốc điện, hệ thống oxy, giường bệnh, thuốc, vật tư y tế liên quan. Ngoài ra, 10 đoàn viên thanh niên tình nguyện cũng đã tham gia hỗ trợ Bệnh viện Kiến An, hướng dẫn các đối tượng trong suốt quá trình tiêm. Đến nay, có tổng số hơn 1.000 đối tượng được tiêm, trong đó có 6 trường hợp phản vệ nhẹ độ 1 đã được Bệnh viện Kiến An xử lý kịp thời an toàn. Ngày 11 tháng 8, Bệnh viện tiếp tục tổ chức tiêm vét các trường hợp còn lại.